Chương 12. Bernadette vào dòng. Bernadette đi tu tại Nevers. Ít lâu sau cuộc hành hương, trời đất bước vào mùa hạ, mưa nhiều, nắng gắt, oi bức là thời tiết thường xuyên. Người ta đã sắp đặt một ngày như thế để tiễn đưa Bernadette đi tu. Cuộc tiễn đưa thật lạ lùng, tất cả láng giềng của ngôi nhà ca chốt đều có mặt. Ở một cuộc hội kiến với Đức Giám mục địa phận Nevers, Đức cha Forcada, Bernadette đã tỏ ý muốn từ bỏ thế gian dâng mình cho Thiên Chúa và vào ẩn náu trong tập viện các dì phước Nevers mà cô gái quen biết từ bé. Đức Giám mục vui mừng đồng ý ngay và thu xếp nhanh chóng mọi thủ tục để Bernadette vào dòng càng sớm càng tốt. Hôm nay, nhà dòng phái hai dì phước đến Lộ Đức đón Bernadette đi Nevers. Về phần gia đình ông François Siberos, đã hơn năm nay trở lại hành nghề tại một nhà máy xay mà xưa kia ông làm chủ. Ngôi nhà ca chốt bỏ trống, nhưng Antoninette Paris có sáng kiến tổ chức buổi tiễn đưa tại chính ngôi nhà cũ ca chốt. Cô Paris bắt buộc Bernadette chủ tọa các nghi lễ. Tất cả bạn bè cũ không thiếu một ai, những người đã từng theo Bernadette ra hang. Các kẻ chê bai chống đối từng người một lần lượt đi ngang qua trước mặt Bernadette. Thân ái cầm lấy tay cô chào từ giã. Nhiều người không cầm nổi nước mắt, ôm hôn cô gái khóc thảm thiết. Bà Bobohos cũng có mặt. Bà đến với đứa con trai, bây giờ đã 8 tuổi, khỏe mạnh. Tuy đôi chân gầy hơi cong, bà vừa chỉ Bernadette vừa nói với em. Coi kìa con, đây là vị thiên thần. Suốt đời con phải nhớ ngày hôm nay. Cuối cùng mọi việc chấm dứt, gia đình tiễn đưa Bernadette ra xe. Ông François cố làm ra vẻ cứng rắn cao thượng, khuyên nhủ con gái. Con à, hãy ăn ở tốt lành, đừng làm chi hổ danh gia đình, dòng họ. Bernadette nhìn cha trong nước mắt. Vâng, con xin hứa. Ba ở lại, con đi. Rồi cô òa lên khóc, ôm cổ cha hôn hồi lâu. Bà Louis giờ mấy năm nay rụng hết răng cửa, coi giả và luộm thuộm. Bà bận rộn thu xếp hành lý cho con gái, điều mà người mẹ nào cũng làm khi tiễn con đi xa. Tất cả chỉ một chút quần áo nhét vào cái túi xách nhỏ. Bà lôi ra trong hầu bao một món quà biệt ly, chiếc khăn tay bằng lụa. Con buộc chiếc khăn này lên đầu, thiên hạ phải được ngắm con xinh đẹp trong chuyến đi này. Rồi bà quay đi, không cầm nổi xúc động, bà khóc. Chúng ta sẽ chẳng còn gặp nhau nữa đâu con ạ. Bernadette cố gắng yên ủi mẹ bằng giọng tự nhiên. Má à, trong dòng cho phép các cuộc thăm viếng thường xuyên, má có thể đi Nevers bằng xe lửa. Chỉ khi chiếc xe ngựa lóc cóc vượt biên giới Tabes và Nevers, chẳng còn được trông thấy ai thân thuộc nữa, Bernadette mới thấy lòng mình xót xa. Nỗi đau vì chia ly thì ít, vì thương cảm bố mẹ thì nhiều. Bỗng dưng người ta trông thấy một bóng thanh niên xuất hiện bên đường đi. Đó là anh Antoninette Nicolau, chủ xưởng cơ Savi mà ba chị em Bernadette xin qua cầu. Antoni cầm tay bó hoa hồng bạch vẫy xe, chiếc xe ngựa dừng lại. Anh đưa tặng Bernadette bó hoa và thẹn thùng nói: sáng nay tôi không muốn đến ca chốt tiễn biệt Bernadette với những người khác. Tôi có điều này muốn nói với em, khó nói quá. Hai dì phước trên xe ngồi ngay ngắn, nghiêm nghị. Antoni vuốt râu mép, trán lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng chàng mạnh bạo nói: điều tôi muốn báo cho Bernadette là không khi nào tôi lấy vợ, Bernadette ạ. Tôi sẽ ở độc thân suốt đời, để thờ phượng bóng hình em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho em, chúc em đi bình an. Bernadette rút một bông hoa hồng bạch trong bó tặng lại cho Antoni nói: vĩnh biệt anh Antoni, anh ở lại bình yên. Bernadette tập đức tại nhà dòng Nevers. Khi đến tu viện các dì Nevers, Bernadette phải đợi mẹ bề trên đủ một giờ. Mẹ bề trên bước vào phòng khách, giả vờ như chưa biết tiếng tăm cô gái trẻ từ Lỗ Đức đến. Bà nghiêm nghị hỏi: tên con là gì? Thưa mẹ, tên con là Bernadette Soberus.
con bao nhiêu tuổi? Thưa mẹ, ngoài 20. Con làm nghề gì? Thưa mẹ, con chẳng làm được chi nhiều. Bình thường thì người ta cho câu trả lời như vậy là hỗn xược, nhưng mẹ bề trên cố gắng thăm dò đôi mắt đen của Bernadette. Đôi mắt vẫn hồn nhiên, bình thản, chân chất. Ở nhà con thích làm chi? Con nghĩ con chỉ thích việc nhà hay đi làm đầy tớ cho người ta để kiếm ăn. Mẹ bề trên quay sang một dì Phước vừa bước vào phòng khách. Dì cao, gầy, trắng trẻo. Đây là dì giáo nhà tập, dì Vasos. Chúng con đã biết nhau, dì giáo trả lời. Mẹ bề trên ra lệnh, ngày mai thành sinh này sẽ giúp việc trong nhà bếp. Rồi mẹ quay sang Bernadette nói tiếp, nếu con không thích bếp núc, con nói ngay bây giờ cho ta hay. Bernadette trả lời, ồ không thưa mẹ, con đã quen làm bếp ở nhà. Cô đã không ý thức mình vừa trải qua một cực thử thách về đức khiêm nhường. Các dì ở Nevis luôn có thành kiến rằng Bernadette kiêu căng vì danh tiếng của mình. Mẹ bề trên tiếp, như là một thành sinh trong dòng, con phải lựa chọn một tên mới. Mẹ đỡ đầu của con là gì? Thưa mẹ, Bernard de Caceros. Được, tên con bây giờ là Marie Bernard. Mẹ bề trên đứng dậy, cuộc phỏng vấn chấm dứt. Bernadette vui vẻ chịu một mất mát lớn. Cái tên yêu dấu và danh tiếng người ta gọi cô ở ngoài đời đã chịu hy sinh bỏ đi. Nhưng Bernadette không nghĩ đến hy sinh ấy, vui vẻ theo dì Vauxhall bước vào tập viện. Chiều hôm trước ngày mặc áo, dì phụ trách nhà tập cho gọi Bernadette đến phòng. Ta cho gọi con đến đây vì ta muốn con làm sáng tỏ vài điều giữa ta và con. Ta thú thật chưa hề tin vào con và những điều con rêu rao xem thấy đức nữ đồng trinh Maria. Nhưng đức giám mục địa phận Tabes đã đứng về phía con. Ta không thể làm chi khác ngoài sự vâng phục giáo quyền. Ở tuổi 14, con nhận được ơn cả thể, không ai hiểu thấu được. Ơn ban nhân danh Chúa Giêsu, không phải vì công nghiệp loài người, con sẽ được Thiên Chúa ưu ái trên trời cao, còn những người khác chẳng được. Nhưng liệu xấu hổ lắm không, khi trên trời Bernadette để lộ nguyên hình là một cô con gái mưu mô, lừa đảo, ương ngạnh, kiêu căng, như ta từng quan sát bấy lâu nay. Con có chú ý nghe ta nói không? Thưa mẹ, con có nghe. Dĩ nhiên con có quyền bảo rằng mẹ Vauxhall hiểu lầm con chẳng mắc những thói xấu đó. Bernadette ngay thẳng trả lời, thưa mẹ, con nhiều thói xấu lắm. Dì Phước đổi đề tài. Bác sĩ của tu viện, ông Sancroix đã khám bệnh cho con, ông bảo sao? Con mạnh khỏe, ngoài bệnh hen suyễn. Dì Fausus mỉm cười, ta bắt được con nói dối. Ông bảo hai buồng phổi con có vấn đề. Bernadette trả lời và cười lớn. Thưa mẹ, điều đó không hề gì ạ, con vẫn cảm thấy hoàn toàn mạnh khỏe. Quyền lợi của con, đúng hơn, bổn phận của con là không nên làm việc quá sức mình. Thưa mẹ, con không thấy chi nặng nề ở nhà bếp. Mẹ Marie Therese Vauxhall đứng dậy. Con nên biết hiểu tầm quan trọng của đức vâng lời, lời khấn thứ ba trong dòng. Khi giữ chọn lời khấn đó, chúng ta thánh hóa bản thân, được Chúa thương ban cho nước thiên đàng. Tu viện không phải là nhà tù, cho đến khi con tuyên khấn chọn, tức vĩnh viễn. Con được tự do rời khỏi nơi đây và luôn nhập tâm mỗi người phải hy sinh hãm mình để được Thiên Chúa ban ơn. Tất cả chỉ có thế, Marie Bernadette. Chúc con ngủ ngon. Nhưng Bernadette chẳng thể ngủ ngon được. Đêm này qua đêm khác, cô bé nằm thao thức trên chiếc bao bố bọc rơm. Chiếc giường thô kệch không làm cô mất ngủ cho bằng. Ngọn lửa sức sống trong người, cô phải chống lại sự tàn phá ngày một khủng khiếp nơi bản thân. Mẹ giáo tập Vauxhall luôn mang theo bên mình cái búa vạn năng để rèn các con cừu con ngơ ngác vào khuôn phép cứng nhắc của kỷ luật nhà dòng. Họ kéo lê đôi chân rã rời qua các hành lang rộng thênh thang theo bước đi thoăn thoắt của dì phụ trách nhà tập. Họ chẳng ngó nhìn thế giới bên ngoài bằng những đôi mắt to, ngỡ ngàng như hai mắt của Bernadette.
Họ khiêm tốn nhìn xuống đôi chân, trí khôn không dám lang thang đó đây, và mỗi khi phải trả lời câu hỏi, giọng họ như nói thì thầm. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, họ đã học được đức hạnh khép nép, nhưng giả tạo, mà dì giáo Vosus đòi hỏi. Nhưng Bernadette cảm thấy khó mà giả vờ theo ước lệ, bởi cô không quen nếp sống thánh thiện bề ngoài này. Bernadette vẫn nằm trằn trọc suốt đêm, thường khi tưởng nhớ đến mẹ với nỗi đau xé ruột như lúc chia tay. Bà Suberus là người mẹ cứng cỏi nhưng đầy yêu thương nhân ái với các con. Bernadette lại càng tủi thân hơn nhớ lại cách mẹ đối xử với các con. Chẳng bao giờ bà đa cảm, ngay cả các con cầu khẩn vì lỗi lầm. Ít khi bà dịu dàng ăn nói, có lẽ cái nghèo khổ đã tạo nên tâm lý đó. Bà phải tần tảo suốt ngày để kiếm ra cơm bánh. Trong lòng Bernadette còn ấm ức nhiều điều muốn nói với mẹ. Chuông báo thức lúc 4 giờ 30 sáng. Tiếng chuông nhà dòng luôn làm cho cô gái bỡ ngỡ và đầy nước mắt. Các tập sinh phải mau chóng bước ra khỏi giường, xếp hàng và trật tự vào cung nguyện đọc kinh giờ sáng. Một dì Phước đọc to bài suy ngẫm, linh mục tuy núy dâng lễ, rước lễ, nguyện ngẫm và kinh thần vụ tiếp. Sau bữa điểm tâm, công việc bổn phận thường ngày khởi sự. Bernadette lao động ở nhà bếp, sửa soạn bữa ăn cho cộng đoàn. Cô làm mọi sự như khi còn ở nhà, kín nước, rửa rau, gọt khoai tây, gọt củ tulip. Hơi đất cát bám vào rau cỏ nhắc Bernadette nếp sống thôn dã của mình. Sau giờ cơm trưa, lại kinh phụng vụ, muộn hơn trong ngày. Dì giáo tập thâu gom các tập sinh lại thuyết giảng về đạo đức, thường thì từng nhóm đôi khi cá nhân. Này Marie Bernard, lần vừa qua chúng ta bàn luận về nét xấu nào của em? Thưa mẹ, về nét xấu tưởng mình đặc biệt bởi xem thấy bà lại hiện ra. Và con làm những hy sinh nào để thắng nổi nét xấu đó? Thưa mẹ, con có ý tránh chị Natalie mấy ngày nay. Mẹ Marie Therese gật đầu đồng ý. Ừ phải đấy, tập sinh Natalie có tính tình dễ dãi. Điều đó làm con sinh kiêu ngạo, rồi cậy mình giỏi giáo lý. Nhưng gánh nặng nề nhất Bernadette phải mang là giờ giải trí ban chiều. Khu nhà dòng trở thành sân chơi cho các tập sinh. Ngay cả chơi đùa cũng phải theo khuôn phép. Đến giờ mẹ vau sũ hô to. Nào các cô gái, vui vẻ lên nào, thư giãn một chút. Đó là dấu hiệu đến giờ chơi. Bernadette cảm thấy khó chịu khi ngắm các cô gái nhảy múa vui vẻ trong những chiếc áo lụng thụng. Nhiều lần cô ép mình hòa đồng, nhưng đều thất bại. Master Bernadette qua đời. Vào một ngày cuối thu, bầu trời xám xịt, ảm đạm. Những áng mây vần vũ như sắp mưa. Mẹ giáo tập vau sũ cho gọi Bernadette và nói nghiêm trang. Con ạ, hôm nay con phải chịu một hy sinh nặng nề. Can đảm mà chịu đựng. Đôi mắt Bernadette gương to hơn thường lệ. Mẹ con vừa qua đời. Bernadette ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường trong gian phòng dì giáo tập, miệng mếu máo. Mẹ ơi, mẹ! Này Bernadette, mẹ dì đã qua đời, nhưng Chúa chúng ta đã chiến thắng sự chết. Hãy biểu lộ đức tin mạnh mẽ vào Chúa Kitô phục sinh. Hãy tiếp tục ra sân chơi những tập sinh khác. Sau một hồi yên lặng, Bernadette thì thầm. Vâng, thưa mẹ. Rồi cô chạy thẳng ra sân chơi bóng, nhảy vòng, chạy đua đủ một giờ trong gió thu lành lạnh. Những chiếc lá vàng lác đác rơi cành cây xuống mặt đất, vang lên một tiếng khô khan. Hết giờ chơi, các tập sinh tụ họp để trở về nhà tập. Bernadette ngã quỵ trên tảng đá cột cờ. Natalie hét lớn. Bớ người ta, Marie Bernadette ho ra máu. Khoảng một giờ khuya cùng ngày, một người đàn ông mò mẫm cô độc qua các dãy phố vắng tanh của thị xã Nevers. Gió mạnh thổi vù vù, nhà dòng sai người đến tòa giám mục ngay giữa ban đêm, báo tin cho ngài trẻ xem thấy đức mẹ sắp qua đời. Đức giám mục vội vàng dậy đi vào nhà dòng ngay. Dì Marie Bernadette cần gặp đức giám mục địa phận. Khi đến cửa tu viện Thánh Gildas,
Đức giám mục Forcade hỏi: "Dì Bernadette còn tỉnh không?" Mẹ bề trên hơi khó chịu vì mất ngủ, trả lời cộc lốc: "Thưa đức cha, con hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bác sĩ Sancroix đã mất hy vọng cứu sống." Đức giám mục hỏi lại: "Việc đó làm sao có thể xảy ra được? Chúng ta có bổn phận coi sóc bông hoa này. Mới chưa được một năm đã xảy ra sự cố. Cả thế giới nhìn vào cô bé, nếu chẳng qua khỏi, liệu hậu quả ra sao?" Bernadette nằm ở phòng bệnh nhân rộng thanh thang, khuôn mặt hốc hác xanh nhợt nhạt sau cơn ho ra máu và nôn mửa hàng giờ. Bác sĩ Sancroix coi chừng tim mạch, linh mục tuyên úy, đọc các kinh cầu nguyện cho kẻ sắp sinh thì. Vài dì phước quý bên cùng đọc kinh với cha tuyên úy. Dì giáo tập Vausus đứng khoanh tay, khuôn mặt hốc hác xanh xao, đôi mắt sâu hoằm chăm chú nhìn tập sinh Bernadette đang thoi thóp thở hắt ra. Đức cha Forcade cúi xuống bệnh nhân, đặt nhẹ một bàn tay lên hai bàn tay chắp ngang của Bernadette hỏi: "Con còn nghe cha nói không?" Bernadette gật đầu muốn nói có. "Con có điều chi muốn tỏ lộ cho cha không?" Bernadette khẽ lắc đầu. Cô chẳng còn chi muốn nói nữa. Đức cha Forcade quỳ xuống đọc một lời kinh nguyện. Rồi ngài đứng thẳng dậy, toàn thân run run xúc động. Ngài hỏi mẹ bề trên một căn phòng nghỉ qua đêm. Đang khi ở hành lang đến phòng nghỉ, ngài nghe thấy tiếng giày của ai nặng nề đuổi theo. Ngài quay lại nhận ra dì giáo tập. "Thưa đức cha," giọng dì Fausus run run, "liệu đức mẹ có nổi cơn giận khi Bernadette con yêu của mẹ chết mà chưa tuyên khấn?" "Vậy dì nghĩ thế nào?" Đức giám mục nói cọc lốc. Rồi ngẫm nghĩ, nếu Bernadette được nhận vào dòng thì tốt hơn. Tai họa có lẽ bớt phần thảm khốc. Bernadette sẽ được thêm ơn thiêng liêng khi khấn dòng. Ngài quay lại phòng bệnh nhân, cúi xuống giường Bernadette dịu dàng nói: "Con à, đức mẹ rồng lòng hiện ra cùng con. Ngài sẽ rất hài lòng khi nghe con khấn ba lời khó nghèo, thanh tịnh và vâng lời. Con chỉ cần gật đầu là đủ. Con có hiểu cha nói không? Có bằng lòng khấn không?" Bernadette gật đầu. Đức giám mục cử hành nghi lễ khấn vĩnh viễn. Các dì phước khác tuôn đầy gian phòng bệnh nhân để tham dự lễ tuyên khấn. Bernadette kiệt sức uống vài giọt nước. Đây là lần đầu tiên trong mấy giờ qua Bernadette uống thêm vài giọt nước nữa mà không nôn mửa. Đức giám mục mừng rỡ tươi cười: "Cha chúc mừng con đã qua khỏi." Người ta dọn cho đức giám mục một chiếc ghế gần giường bệnh nhân. Ngài ngồi xuống nhìn bác sĩ Sancroix như muốn hỏi: "Còn bao lâu nữa?" Bác sĩ nhún vai không trả lời. Đức cha bỏ về phòng ngủ. 15 phút yên lặng trôi qua. Tưởng như thần chết đã lẻn vào gian phòng. Bernadette thở hắt ra vài lần, như thể những hơi thở cuối cùng của đời cô gái xem thấy đức mẹ. Lời kinh của linh mục tuyên úy và các dì phước tăng thêm cường độ. Bernadette tiếp tục lấy hơi thở. Bỗng nhiên cô bật lên tiếng nói thì thầm nhưng rõ ràng: "Mẹ con chết rồi, nhưng con chưa chết được." 6 ngày sau, Bernadette khỏe lại, có thể ngồi thẳng dậy. Bác sĩ Sancroix không còn nghe thấy tiếng khò khè ở buồng phổi cô gái. Nó đã biến mất. Bernadette ra khỏi phòng bệnh nhân, sinh hoạt bình thường như các chị em khác. Một năm sau hết thời hạn tập, Bernadette lại tuyên đọc lại ba lời khấn trong tay đức giám mục địa phận. Sau đó cô xung phong phục vụ các bệnh nhân ở phòng cô nằm trước. Nhưng chẳng bao lâu, đức giám mục yêu cầu mẹ bề trên gọi về, bởi sức khỏe của Bernadette không thể lao động được nhiều. Việc phục vụ bệnh nhân quá vất vả, thức khuya, dậy sớm, làm việc cả ngày đêm. Công tác mới của Bernadette bây giờ là coi phòng thánh, một công việc yên tĩnh, thú vị, thích hợp với một nữ tu có sức khỏe mong manh giới hạn. Các mẫu thêu của Bernadette đẹp lạ thường, đến nỗi người khó tính nhất trong hàng giáo sĩ cũng phải thán phục. Đơn đặt hàng chạy đến nhà dòng hàng ngày. Đầu tiên cô thêu theo mẫu có sẵn, dần dần với ngón tay nhỏ nhắn không được huấn luyện chính khóa, cô sáng tạo những bông hoa rực rỡ
mà chính mắt cô cũng chưa hề nhìn thấy. Cô theo theo trí tưởng tượng, chứng tỏ một đức tin mạnh mẽ, sáng ngời. Một lần dì Phước Natalie ngắm nhìn những tác phẩm của Bernadette tấm tắc khen và nói: "Chị đã được trông thấy Đức Mẹ, sao chị không thêu ngài lên khăn bàn thờ?" "Không chị ạ, à, Đức Mẹ đẹp làm, chẳng thể nào mà vẽ hay thêu được người." "Thế thì trí nhớ dì phai mờ rồi chăng?" "Thưa không, hãy còn rõ, rõ lắm." Rồi Bernadette mỉm cười hướng đôi mắt to, đen nhìn qua cửa sổ, như ra một thế giới thiêng liêng nào khác. Bà Bernadette tới thăm. Có tiếng gõ cửa khe khẽ, rụt rè. Dì Phước gác cổng vội vã đi tìm Bernadette báo tin có khách đợi ở ngoài phòng thánh. Bernadette ngạc nhiên, từ lâu mẹ bề trên đã cấm tất cả khách khứa đến gặp dì Marie Bernadette, bởi vì đa phần trong họ đến vì tò mò. Trong lối vào phòng thánh tối om, Bernadette nhận ra bóng dáng của cha mình, một người đàn ông đứng tuổi, cao lớn. Cái bóng đó rụt rè không dám tiến gần hơn. Ngợi khen Chúa Kitô, cái bóng cất tiếng chào theo kiểu các nhà dòng: "Từ bây giờ và cho đến muôn đời, Amen." Dì Marie Bernadette trả lời. Người đàn ông to lớn mạnh dạn bước thêm một bước và hơi cúi đầu nghiêng mặt để nhìn cho tỏ. "Ba đến thăm con, xem con thể nào. Nghe tin con bị bệnh nặng, ba lo lắm." "Ba, lạy Chúa." Bernadette ôm chầm lấy bố, miệng mếu máo như khóc vì cảm động và vui mừng. Ông François Soubirous bẽn lẽn đứng yên không dám đáp lại cái ôm của con gái. Năm nay ông độ tuổi 50, tóc đã nhuốm bạc. "Từ lâu lắm, ba muốn đến thăm con, nhưng xem ra chưa tiện, vì ba còn nghiện rượu. Sau khi mẹ con mất, ba buồn lắm, ba bỏ rượu luôn." Bernadette nhắm mắt hỏi bố: "Mẹ chết ra sao, bệnh gì?" "Mẹ con chết dễ lắm, chẳng mắc bệnh gì cả. Mấy ngày hôm trước, mẹ con kêu mệt, ba không cho là bệnh nặng. Nào ai ngờ, mẹ con nhắc đến con luôn. Khi từ biệt con, mẹ đã biết chẳng còn được gặp lại con nữa. Mẹ nói vậy, nhưng lúc ấy con còn bé, con chẳng hiểu. Ba có mang một tấm ảnh của mẹ con cho con có được phép nhận không?" Ông François móc túi, đưa cho con gái tấm hình của bà Louise. Bernadette cầm lấy trả lời: "Có tin mẹ bề trên cho phép." Cô gái nhìn vào ảnh mẹ, vui như một đứa trẻ ngây thơ, rồi kéo một cái ghế mời bố ngồi nói: "Nào ba nói con hay, cả nhà bây giờ làm gì?" Bernadette dồn hết tâm trí lắng nghe những gì cha cô nói. Gia đình ông bây giờ được chia phần với sự thịnh vượng chung của lộ đức. Em gái Bernadette là Maria đã được hai gái, một trai. Ngày nào đó trong tương lai, Maria và các cháu sẽ đến tu viện thăm bá chúng nó. "Ba à, con rất thỏa lòng được nghe cả nhà mình đều mạnh khỏe." Gương mặt ông François Soubirous đầy nước mắt. Ban đêm, đôi khi nhớ lại thời gian ở ca chốt, trái tim bố chịu nặng. Lúc ấy nhà ta nghèo quá, bây giờ khá hơn nhiều. Hồi ấy con chưa đủ trí khôn để phân biệt giàu nghèo. Con chẳng cảm nghiệm nghèo là gì, chúng con vui như Tết. Bỗng nhiên Bernadette mỉm cười đổi đề tài: "Ba đói lắm rồi, khát nữa. Ba đi đường quá xa xôi mà. Con đi kiếm chút gì ba ăn." Rồi cô gái vội chạy đi xin phép cho bố một ít món ăn. Cô đặt cái bàn nhỏ giữa phòng thêu thùa, mang đến bánh, cà phê và rượu nữa. Cô rất hạnh phúc phục vụ bố ăn uống, rồi ngồi ngắm cha ăn. Đúng là ông rất đói vì đường dài, nhưng ngồi giữa hình ảnh các thánh, áo lễ, đồ thờ, ông cảm thấy ngượng nghịu. Bernadette tự nhiên như ở nhà, rót cho cha ly rượu mạnh. Ít lâu nay bố chỉ uống chút rượu chát, rượu mạnh bố bỏ hẳn. Ông François vui vẻ khoe với con gái: "Nhưng ba coi, con uống để chúc mừng sức khỏe ba." Nói rồi Bernadette rót một ly rượu đầy, uống cạn hết mà không nhăn mặt. Được thế, ông François cũng vui lây, rót một ly uống và cảm thấy khoan khoái. Bernadette thắp lên vài cây nến cho sáng gian phòng.
hình ảnh Thánh Giuse và Đức Mẹ cúi xuống Chúa Hài Nhi Giêsu trên bức tranh thánh gia tỏ nên rõ ràng. Một tư tưởng lạ lùng chợt đến với ông Francois. Từ đây chốn này đã trở thành gia đình của con gái ông. Ông rút lui và không gặp lại Bernadette lần nào nữa. Ông trở về thế gian đầy bụi bặm và bóng tối. Chương 13. Phục vụ bệnh nhân. Tu viện đặt mua dài hạn từ Nhật Trình Vũ Trụ, tờ báo từ lâu đã dẫn đầu việc binh vực phép lạ lộ đức. Nhưng thực tế chỉ có mẹ bề trên và dì giáo tập Vau Sô Út được đọc thường xuyên mà thôi. Các dì phước khác ít khi được đọc hoặc chỉ đọc các số cũ đơn lẻ. Một buổi sáng hàng chữ lớn đập vào mắt họ. Chiến tranh cuối cùng đã nổ ra bất chấp mọi phương lượng ngoại giao. Nước Phổ đang phạm tội ác. Nào thanh niên lên đường, đi Berlin. Những tin tức ban đầu đầy chiến thắng, rồi dần dần chỉ còn vài thành tích nhỏ, tiếp theo là thất bại. Tờ báo đăng tin và danh sách các thành phố rơi vào tay quân thù. Cuối cùng, vua Napoleon III bị quân Phổ bắt. Đội quân to lớn của Phổ đang bao vây thủ đô Paris. Các dì phước có khả năng y tế đều được động viên phục vụ các bệnh viện quân sự cũng như dân sự. Vì vậy các nữ tu nhà mẹ Thánh Gildas đều rời tu viện, phân tán đi các nhà thương. Tu viện trở nên vắng vẻ. Bernadette học y tế khi còn ở nhà tập. Dì xin mẹ bề trên xung phong cứu thương. Tình thế đòi hỏi mọi khả năng, thầy thuốc không loại trừ ai. Bernadette được chỉ định phục vụ tại bệnh viện Nevers. Mẹ Vau Sô Út đứng đầu ban y tế tại đó. Đây là cơ hội Bernadette biểu lộ trọn vẹn tính nết và khả năng. Bản chất tích cực của dì phát huy rõ nét. Hồi còn ở tu viện, khả năng này bị kỷ luật và các bề trên kìm hãm. E ngại Bernadette trở nên kiêu căng, giống như mọi cô gái dòng họ Casteros. Bernadette rất khéo săn sóc bệnh nhân. Không ai trong bệnh viện biết gì Marie Bernarde là đứa bé ngày xưa đã được diễm phúc xem thấy Đức Mẹ ở quận Lộ Đức. Nhưng các binh lính liên tục xin bàn tay dì giúp đỡ. Ơn lành xem ra phát xuất từ đôi bàn tay xinh đẹp của dì. Gương mặt của dì cũng mang đến an ủi và khích lệ. Binh lính hạnh phúc nói chuyện với dì. Dì nói với các quân nhân gốc miền Pyrenees bằng ngôn ngữ địa phương, tiếng Provence. Dì dùng nó trôi chảy hơn tiếng Pháp chính quy. Cách thức hành xử của dì Marie Bernarde cũng đặc biệt. Dì chưa bỏ được nhiều cử điệu quê mùa và rất dễ dãi với mọi người, cho nên đi đến đâu là kéo cả một hội cười vui vẻ hài lòng. Nếu bệnh viện có những trường hợp đặc biệt, dì Bernadette được mời tới. Dì trổ tài khéo léo đối phó với hoàn cảnh. Khi thành công, dì bén lẽn, đôi má ửng hồng vì thẹn. Mẹ Vau Sô Út cũng chẳng chịu thua. Mẹ cố gắng hết mình yên ủi các bệnh nhân, băng bó vết thương, viết thơ về gia đình, hứa hẹn công ăn việc làm tương lai. Nhưng ít binh lính dám nhờ mẹ, bởi mẹ thuộc giới thượng lưu. Mỗi khi mẹ xuất hiện trong phòng bệnh, mẹ mang theo cảm giác sợ hãi. Cảm giác này truyền từ giường bệnh này sang giường bệnh khác. Dì Marie Vau Sô Út hết nghi ngờ, nhờ Bernadette chịu bệnh các anh hùng. Hoàng đế Napoleon III bị lưu đày sang Anh Quốc. Tin tức nhanh chóng lan ra khắp nước Pháp. Chiến tranh sắp kết thúc, nhưng phải mất nhiều thời gian để hàn gắn các vết thương. Hơn một năm sau, các dì phước mới được trở về tu viện. Dì Marie Vau Sô Út và Bernadette cũng hết hạn phục vụ. Hai dì khăn gói về nhà dòng. Khi còn trên đường đi, dì Marie Therese Vau Sô Út để ý thấy dì Bernadette lê chân trái khó khăn, nhưng không nói gì. Trong bụng lại nghi ngờ cô học trò cũ. Nỗi giày vò của dì trở đi trở lại, mang tính chất cố hữu. Âu đó cũng là nỗi thường tình của bản chất kiêu căng của giới thượng lưu đối với giai cấp hạ lưu cùng khổ. À, con bé này lại muốn giả bộ để cho ta thấy thời gian phục vụ quá lâu làm nó mệt mỏi. Do vậy, đêm này qua đêm khác, dì Vau Sô Út cầu xin cho mình hết nghi ngờ Bernadette giả dối.
Đến một buổi chiều, vì không chịu nổi cơn nghi ngờ dằn vặt, dì Marie Therese Vaucelus đến gõ cửa phòng dì Bernadette, mặt tái mét nài xin: "Dì Marie Bernadette, giúp đỡ tôi một chút được không? Bởi vì tôi không thể tin vào dì." "Thưa mẹ, mẹ không tin con điều gì. Tôi tin dì đã trông thấy các thị kiến, nhưng không thể tin các thị kiến đó nói với dì bằng ngôn ngữ địa phương. Tôi biết dì có trí tưởng tượng phong phú qua tài khéo thêu thùa của dì. Có lẽ trí tưởng tượng đó thêm bớt ma thuật vào các thị kiến, và khi kể đi thuật lại, những chi tiết tưởng tượng đó trở thành thực tế. Đúng vậy không?" Bernadette bình thản trả lời: "Thưa mẹ, không phải như thế đâu. Nếu dì thuyết phục được tôi, dì sẽ giải phóng cho tôi khỏi nỗi đau khổ ghê gớm này hằng dằn vặt tôi bấy lâu nay. Hãy tỏ cho tôi bằng chứng nào đó được không?" Sau một lúc ngồi yên lặng, Bernadette hỏi: "Nhưng ca khỏi bệnh ở mạch nước không phải là bằng chứng sao?" "Chúng là những bằng chứng to lớn cho người khác, nhưng tôi cần bằng chứng liên quan trực tiếp đến dì. Tôi cho dì hay, hồi còn ở tập viện, dì Phước Raymonder già cả sống với chúng tôi. Khi còn khỏe mạnh, dì Raymonder chăm sóc các cụ ông, cụ bà bệnh nhân. Công việc thật khó khăn, vất vả, dì biết rõ đấy. Nhưng dì đó rất bình thản và vui vẻ, cho đến khi dì Raymonder chết, chẳng ai trong chúng tôi biết được Chúa đã ban cho dì ấy ơn trọng trên hết các ơn. Dì ấy được in dấu thánh Chúa Kitô trên hai bàn tay." Bernadette lắc đầu: "Thưa mẹ, thế thì con chẳng thể giúp đỡ mẹ chi cả." Rồi dì Bernadette ngồi xuống giường, bất động nhìn dì Therese. Dì Marie Therese chừng chừng nhìn lại. Hai bên ái ngại nhìn nhau. Lúc sau Bernadette mỉm cười yếu ớt, như thể vừa nảy một ý tưởng mới: "Thưa mẹ, có đấy." Rồi dì Bernadette vén áo ròng lên để lộ đầu gối chân trái sưng to bằng cỡ cái sọ trẻ con. Dì Maria Therese Vaucelus loạng choạng trước cảnh tượng khủng khiếp, quỳ phập xuống chân Bernadette. Dì Vaucelus đã được nhìn thấy Bernadette mang dấu chỉ của cái người bệnh giết người. Sau tất cả ngần ấy phép lạ khỏi bệnh mà dì Bernadette là khí cụ, thì giờ đây Chúa lại ban cho dì ơn lạ thứ hai. Ơn thuộc về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, dì được noi gương Ngài bằng thân xác mình. Cục bướu ở đầu gối Bernadette là bệnh lao xương, một thứ bệnh quái ác rất đau đớn và phát triển chậm chạp. Khổ nạn của cô gái lộ đức kéo dài không phải 7 ngày mà là 7 năm. Nhưng Bernadette không hề mất kiên nhẫn và can đảm. Dì có lòng kiên cường của một nghệ nhân tuyệt vời, làm việc toàn thời gian, đứng lên, ngồi xuống, nhất cử nhất điệu đều đòi hỏi kỹ thuật khéo léo. Các nữ tu khác ngạc nhiên khi dì Bernadette làm thế nào sống nổi, căn bệnh là một cuộc tử đạo liên lụy. Hết tháng này qua năm khác, sự phá hủy xương chân và xương bả vai đòi hỏi nhiều cuộc giải phẫu khó khăn và đau đớn. Mỗi khi Bernadette từ nhà bệnh nhân trở lại tu viện mẹ, cô gái được một ngày vui mừng và an ủi. Tuy nhiên, khả năng biến đổi tâm hồn tha nhân của Bernadette tăng cường mạnh mẽ trong suốt thời gian mang bệnh hơn trước kia. Căn phòng của dì biến thành trung tâm tư vấn thiêng liêng của nhà dòng. Dì nói ít và rất cụ thể, chẳng có chi cao siêu thần học trong các câu chuyện của dì. Thẳng hoặc có những điều bí nhiệm mà mãi về sau người ta mới hiểu ra. Đứng đầu trong những người được ơn biến đổi là dì giáo nhà tập Marie Therese Vaucelus. Dì nguyên là con gái một tướng lãnh cao cấp. Do nguồn gốc, tính tình dì có phần kiêu căng và bướng bỉnh, luôn có thành kiến với mọi người. Nay dì thắng được những nét xấu đó bằng lòng tin tưởng vào đứa bé gái con của nhà hạ lưu. Bernadette nhận mình không được ơn khỏi bệnh nhờ nước suối lộ đức. Đến năm thứ hai thì Bernadette không còn khả năng di chuyển. Người ta phải khiêng dì lên nhà nguyện hay xuống phòng ăn. Một hôm dì Vaucelus buột miệng nói với Bernadette: "Dì Marie Bernadette ạ, hãy biết lợi dụng phương tiện mà cả thế gian đang sử dụng
để xin cho mình được lành. Hãy đi đến lộ đức, tắm và uống nước suối của hang Masibila mà dì có công khám phá, chỉ cần một lần thôi. Bernadette trả lời làm mọi người ngạc nhiên. Thưa mẹ, không được ạ. Con biết mình chẳng được ân huệ của con suối. Mẹ Vau Su Út ngẫm nghĩ một lúc tiếp. Tại sao dì biết như vậy? Bernadette nói vững chãi. Con chỉ đơn giản linh cảm vậy thôi. Vào 2 năm cuối đời, thân xác Bernadette chỉ còn da bọc xương. Cô bé chỉ còn sống như cái bóng trong nhà rồng. Bệnh lao xương phát triển trên thân thể làm Bernadette đau đớn tưởng như quá sức chịu đựng của thân phận con người. Điều này khiến cho linh hồn cô gái càng thêm thổn thức. Cô ăn năn thống hối liên tục. Một lần dì Natalie tới gần giường, thấy Bernadette đầm đìa nước mắt. Chị à, vì tình yêu Đức Kitô, xin cho em biết chuyện chi vậy? Dì Natalie ơi, em đã đối xử ghê sợ với mẹ em. Mẹ nấu cháo hành và múc cho em một tô đầy. Em đã giận dữ nói với mẹ, con không thèm ăn đâu, con chẳng chịu được mùi cháo ghê tởm ấy. Thực sự em đã nói với bà như thế, thực sự mà. Natalie lắc đầu thương hại. Ôi dào, chuyện đó đã lâu lắm rồi, 16 năm rồi còn gì. Bernadette vẫn còn khóc nức nở. Thưa không, chẳng có chi lâu cả, mọi sự đều là hiện tại. Ôi, mẹ ơi, mẹ vất vả cả đời, con lại xử tệ với mẹ. Những thiếu sót nho nhỏ như vậy trồi lên trong lương tâm Bernadette như những giọt máu trong tim cô gái. Những người bằng quan có thể cho những ý nghĩ ấy như vậy là dấu hiệu nhõng nhẽo, tự dằn vặt mình. Tuy nhiên, ở trường hợp Bernadette, chúng là những tình cảm chân thành, sâu đậm và sắc nhọn của lòng thống hối. Đến nỗi dì Natalie và các nữ tu nhân chứng khác ái ngại rơi lệ khóc thương. Sau lễ ba vua năm đó, bác sĩ San Khoai nói cho mẹ bề trên rõ, chẳng còn bao lâu nữa Bernadette sẽ ra đi. Mẹ bề trên cho người đi Tabes báo cáo với Đức cha Lawrence. Lập tức Đức cha triệu tập lần cuối ủy ban điều tra gồm các nhà thần học uyên bác, các nhà luân lý, thần bí, giáo dân để xét hỏi cô gái lộ đức. Khi còn tỉnh táo, thời giờ họp phiên chót hết là vào tháng 2 giá bút. Trước khi diễn ra, mẹ bề trên nhà tới phòng bệnh nhân nói với dì Marie Bernarde, tức Bernadette. Con ạ, các đức giám mục địa phận Tabes và Nevers quyết định con xác nhận trọng thể lần nữa liên quan đến các thị kiến ở lộ đức. Vì lợi ích chung của giáo hội và của các người hành hương, để thêm phần danh dự cho con, mẹ bề trên cả cũng sẽ tham dự phiên họp. Bernadette nhắm mắt suy nghĩ và cố gắng lấy hơi trả lời. Mẹ bề trên nhà thấy vậy giúp dì bình tĩnh và khích lệ tiếp. Con hãy coi đó như bổn phận trong tu viện, tức vâng lời làm việc con không muốn. Hãy yên tâm làm theo sở nguyện của các ngài. Ít ngày sau, nghi thức được tổ chức trọng thể trong một căn phòng rộng thênh thang, lạnh lẽo tại tu viện. Mẹ bề trên tổng quyền già cả, yếu đuối, ngồi như gập đôi người lại. 12 dì phước của hội đồng cố vấn dòng, trưởng ấn địa phận Nevers, 4 đại diện giám mục Tabes, 1 vài giáo sĩ, giáo dân có ảnh hưởng. Tất cả hội nghị đứng lên khi người ta khiêng dì Marie Bernarde, tức Bernadette, vào phòng trên cái cáng nhỏ. Mẹ bề trên nhà, mẹ Vau Su Út dẫn đầu. Vị thần học gia lớn tuổi nhất, đầu đã bạc, cúi xuống Bernadette nói: chúng tôi sẽ cố gắng tránh cho dì những mệt mỏi không cần thiết. Ủy ban sẽ đọc lại biên bản năm 1858 về biến cố Masabila lộ đức. Dì chỉ cần xác nhận và làm chứng là đủ. Với đôi mắt to, đầy sợ hãi, Bernadette nhìn chung quanh và lắng nghe đọc lại câu chuyện một bé gái 14 tuổi đi lượm củi khô và gặp một phụ nữ lạ. Khi người đọc chấm dứt, vị thần học lớn tuổi dịu dàng hỏi: dì Marie Bernarde, chuyện đó kể về gì? Vậy một lần nữa dì xác nhận tất cả các sự thật nói trong biên bản dì vừa nghe. Bằng tiếng nói ngọt ngào của tuổi thơ và giọng thổ âm miền Nam nước Pháp,
Bernadette thều thào thổn thức. Thưa vâng, con đã trông thấy bà lạ. Vâng, con xem thấy bà. Con không dám nói dối quý vị. Rồi Bernadette chảy nước mắt khóc. Một giờ sau, người ta khiêng dì trở về phòng cũ. Một cơn co giật vì đau đớn lan khắp toàn thân dì Marie Bernadette. Dì nói hồn hển: Lạy Chúa, các ngài cứ đến mãi và hỏi đi hỏi lại tới tận bây giờ. Họ chẳng tin con, chẳng thể tin. Vâng, con hiểu vì ơn quá vĩ đại đối với con và nhân loại. Dì rơi vào cơn mê mệt, thiếp ngủ đi. Nữ tu Natalie ngồi bên cạnh canh chừng. Đột nhiên Bernadette mở mắt, ngẩng đầu thì thào: Xin chị Natalie làm ơn viết cho linh mục chánh xứ Lỗ Đức như sau. Thưa cha xứ, Bernadette đang nghĩ tới ngài. Chiều hôm ấy người ta khiêng dì Marie Bernadette xuống nhà bệnh nhân. Dì không rời nhà ấy nữa cho đến tắt thở. Chương 14. Bernadette qua đời và được phong thánh. Linh mục xứ Lỗ Đức tới thăm bệnh Bernadette. Người đàn ông to lớn, vai đeo ba lô hành lý, bước những bước nặng nề qua các phố xá của thị xã Nevers. Trong lòng bồn chồn lo lắng, cuộc gặp gỡ với cô gái nhỏ bé mà một lần ông đã dọa quét ra khỏi phòng làm lòng ông nặng trĩu. Bernadette đã từng là kinh nghiệm sâu thẳm nhất trong đời ông về ơn thánh. Mọi lý thuyết về đời sống thiêng liêng xem ra vô nghĩa và vô lý trước bằng chứng cụ thể này. Nó là bằng chứng sống động người ta phải suy nghĩ và cư xử thế nào cho đẹp lòng thiên giới, vì được ơn Thiên Chúa xót thương. Nghĩ lại, ông thấy mình quá kiêu căng trong nếp sống và tư duy. Bất giác, ông nghĩ tới lời bổn đạo bé xíu của mình. Thưa cha xứ, Bernadette đang nghĩ tới ngài. Ông xúc động mạnh đến nỗi buộc phải cất công làm cuộc hành trình khó nhọc và xa xôi này. Mẹ bề trên nhà dòng Thánh Gildas dẫn cha xứ Lỗ Đức đến phòng bệnh nhân. Đó là một gian phòng rộng lớn, hai cửa sổ cao và ba giường nằm. Mỗi giường kê sát vào một góc phòng, có màn kiểu tàn lọng che phủ. Bernadette nằm ở giường thứ ba bên góc phải. Linh mục chánh xứ khó chịu vì nghe tiếng giày da của mình dội mạnh trên nền nhà khi ngài tiến gần giường bệnh nhân. Điều mắt ngài nhìn thấy không phải là dì Phước Marie Bernadette 35 tuổi, mà là Bernadette còn rất trẻ. 14 tuổi, gương mặt trắng ngà như thạch cao, miệng còn trẻ con màu hồng nhẹ, đôi mắt đen, to, vốn là đặc tính của các con nhà Siborus. Linh mục chánh xứ hắng giọng nói với Bernadette: Con à, cha đã đến. Rồi ngài hạ thân xác to béo của mình xuống cái ghế gần giường bệnh nhân. Trên tấm nệm đắp trắng ngà là hai bàn tay màu trắng ngà muốn giơ về phía linh mục, nhưng không còn đủ sức. Cha Dominic Peramal nhẹ nhõm cầm lấy một bàn tay mảnh mai đưa lên miệng hôn. Phỏng hai phút sau, Bernadette thều thào: Thưa cha xứ, con không nói dối cha, con thực sự trông thấy bà lạ. Ừ con ạ, cha đã tin con đã xem thấy bà, và con sắp được thấy bà nữa. Linh mục chánh xứ cố nén tiếng khóc, từ tốn trả lời. Một thoáng tư lự chạy qua đôi mắt to của Bernadette. Cô gái nhớ lại các kỷ niệm cũ. Linh mục chánh xứ ngồi trong văn phòng gần lò sưởi. Bernadette trả lời ngài muốn làm đầy tớ bà Millet. Ngài hỏi bà lạ không có việc làm nào tốt hơn cho con sao? Bernadette trả lời: Thưa cha xứ, con không chắc bà lạ cho con làm đầy tớ của bà. Lần này linh mục không cầm nước mắt được nữa. Ngài nói: Con à, lần này thì bà nhận con. Con đã chịu đựng đau đớn quá nhiều để đáng được hưởng thiên đàng. Gương mặt Bernadette sáng lên khi nghe hai chữ thiên đàng. Cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ôi thưa cha, những bệnh nhân như con thường thêm thắt ít nhiều. Những đau đớn của loài người không đáng sợ hãi lắm. Con tin rằng những ngày tháng như vậy nhiều vui mừng hơn buồn phiền. Nói đến đây thì Bernadette đuối sức. Gương mặt như thạch cao trắng ngà ngà quặn đau. Bác sĩ Sanquai ngồi ở đằng sau nghe hai cha con nói chuyện, đứng lên ra hiệu
và linh mục Peraman rút lui khó khăn. Dì Bernadette qua đời ngày thứ năm. Hôm đó là ngày thứ tư, 16 tháng 4 năm 1879. Một ngày vui vẻ vì trời sáng. Vào khoảng giữa trưa, nữ thu Natalie chạy việc vặt nhà dòng trở về. Vừa vào cổng để về nhà, thì cảm thấy sức mạnh vô hình lôi kéo vào nhà bệnh nhân, chứ không cho về nhà dòng. Natalie nghĩ có lẽ Bernadette cần điều chi. Dì vội đi đến phòng bệnh nhân. Phòng bệnh đầy những người, bác sĩ, linh mục, chung quanh giường bệnh Bernadette nằm. Mẹ Vausus và các dì khác quỳ gối. Gần cửa ra vào là cha Peraman, hai tay khoanh trước ngực, đứng như bất động. Bernadette mở to đôi mắt hỏi, hôm nay là thứ mấy? Dì Natalie trả lời, thứ tư tuần thánh. Bernadette vui vẻ nói, thế thì ngày mai là thứ năm. Thứ năm luôn là ngày vĩ đại đối với cô gái, ngày hạnh phúc, vì ngày thứ năm 11 tháng 2 năm 1858, Bernadette được trông thấy bà lạ. Cũng ngày thứ năm bà nói với cô, hãy đi tới mạch nước uống và tắm. Ngày thứ năm bà cho biết tên bà. Ngày thứ năm đầy biến cố mặc khải. Ngày mai lại là thứ năm. Hạnh phúc vĩ đại tới mục tiêu sáng lên đôi mắt Bernadette. Dì đưa tay làm một dấu thánh giá lớn sáng ngời mà thị kiến đã dạy dì. Người ta khởi sự đọc kinh dẫn đàng. Đôi mắt Bernadette long lanh, nhìn cắm vào khoảng không cầu nguyện. Bỗng tự nhiên một sức mạnh mới đẩy cô gái ngồi lên. Một giọng phụ nữ mạnh khỏe kêu to, tôi yêu. Dư âm của nó vang dội khắp gian phòng. Mọi người có mặt sừng sốt, nghe như tiếng chuông. Lời kêu của dì Marie Bernadette quá lớn, khiến tiếng kinh đều đều phải ngừng lại. Gian phòng im ắng hoàn toàn. Dì Marie Therese Fausut chạy tới giường, hai tay dang rộng. Khuôn mặt Bernadette nhăn nhó vì đau đớn. Ít người được chứng kiến cô gái đang khóc. Cô như xem thấy bà khách lạ đang hiện diện ở trong phòng. Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, dịu dàng, rất đáng mến yêu và đến để nhận đứa trẻ của mẹ về thiên cung. Dì Marie Therese Vausut thổn thức cất to tiếng đọc kinh kính mừng. Bernadette hiểu rằng mình phải lặp lại sau mẹ Vausut, nhưng bao nhiêu hơi sức dì đã dùng để kêu lên lời yêu mến. Đến phần thứ hai của kinh, dì thều thào không ra lời. Khi nay và trong giờ lâm tử, tiếng Bernadette im bặt. Sau khi tắt thở, hình dáng dì Marie Bernadette trở lại như những lần ngất trí. Trước cảnh tượng đó, người trần mắt thịt lại có cái kinh hãi như Anthony Nicolau nói khi xưa. Không nên đụng vào thân xác thiêng liêng như vậy. Tựa như những chiếc bóng im lặng, các nữ tu lan tỏa đi khắp nhà báo tin Marie Bernadette đã qua đời. Đồng thời các dì khác vận động cho xác Bernadette áo dòng và khăn lụa. Mỗi dì cầm một cây nến cháy sáng. Cha xứ Peraman quỳ gần cửa, liếc nhìn qua khung cửa sổ. Ngài thấy những cây ăn trái đang đổ ra hoa. Xa hơn nữa, các đám mây trắng lững lờ trôi. Mọi sự sống xem ra khác thường trước ý nghĩ của ngài. Cảnh vật thiên nhiên hình như biến đổi lạ lùng. Liệu cay đắng còn khả năng cháy lên trong ngài? Những ngọn nến chập chờn ánh sáng trên gương mặt trắng ngà ngà, ngây ngất muôn đời của nữ tu Bernadette. Linh mục chánh xứ Lộ Đức không giây phút rời đôi mắt khỏi cô giáo dân nhỏ bé của ngài. Ngài bỡ ngỡ khi nghe thấy chính mình nói thầm với xác chết. Ôi Bernadette, con bắt đầu sống. Rồi ngài đứng dậy, nhanh nhẹn như một thanh niên trai tráng. Ngài trinh trọng làm dấu thánh giá trên mình, nhìn Bernadette lần cuối trước khi rút lui. Vĩnh biệt người con chiên yêu dấu và rất ngoại thường trong cuộc đời phục vụ của mình. Bernadette được phong thánh. Mấy chục năm qua, vào ngày trọng đại nhất các ngày lễ, 50.000 người hành hương đổ về Roma như thác chảy. Họ đến để dự nghi thức phong chân phước cho cô gái bé nhỏ của thị trấn Lộ Đức. Chính xác là năm thánh, năm 33 của thế kỷ 20.
ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm mùng 8 tháng 12 năm 1933. Ngai tòa uy nghi của ngôi giáo hoàng dựng lên ở giữa lòng nhà thờ Thánh Phêrô. 16 hồng y ngồi hai bên giáo hoàng. Phía dưới chỉ là triều đình các giám mục, linh mục, quan chức giáo triều. Một ông mặc toàn đồ đen tiến lên ngai tòa giáo hoàng quỳ xuống, đọc mấy câu Latinh. Ông ta là luật sư cơ mật viện. Ông có trách nhiệm điều tra vụ phong chân phước. Trường hợp của Bernadette phải mất 4 năm. Trong các luật sư của cơ mật viện có một người kêu là luật gia của ma quỷ, đại diện cho mọi nghi nan. Với cô gái lộ đức, ông luật gia này gặp rất nhiều khó khăn để nêu lên các nghi ngờ. Bởi vì ngay từ lúc đầu, thi thể của Bernadette có điều rất lạ lùng. 4 ngày sau an táng tại thánh đường thánh cả Giuse của tu viện Thánh Gildas, thân thể không hề có dấu hiệu tan rữa. Những chứng nhân có mặt đều ngạc nhiên thấy màu đỏ dịu dàng vẫn còn nguyên ở các đầu ngón chân ngón tay. 39 năm sau ngày chết, tức năm 1925, tòa án phong thánh chỉ định một ủy ban khai quật và khám nghiệm thi thể. Nó gần như nguyên vẹn, mặt mũi chân tay màu trắng, da thịt còn mềm, miệng hé mở như còn đang thở đến nỗi có thể trông thấy hàm răng trắng long lanh. 7 năm sau nữa, tức khi phong chân phước, luật sư ma quỷ lại một lần nữa đòi mở mồ thánh nữ. Thi thể vẫn không thay đổi, các chống đối ngưng hẳn, tiến trình phong thánh khởi sự. 8 năm trôi qua, tiếng Đức Thánh Cha Pio 11 sang sảng vang lên khắp thánh đường Phêrô như sau: ta lấy quyền tòa thánh loan báo và công bố long trọng quyết định chân phước Bernadette Subirus lên bậc hiển thánh của giáo hội. Ta ghi tên ngài vào sổ bộ các thánh. Lễ kính hàng năm vào ngày 16 tháng 4 trinh nữ, ngày thánh nữ rời xác phàm về trời. Dứt lời tuyên bố, hàng ngàn vạn người hiện diện vui mừng vỗ tay và cùng cất cao bài ca tạ ơn Te Deum oai nghiêm trong tiếng kèn đồng. Tiếng chuông vang của 300 nhà thờ tại thành phố Roma, các chu nhà thờ khác khắp thế giới công giáo cũng đồng loạt đổ hồi ngợi ca Thiên Chúa và tôn vinh Bernadette Subirus, diễm phúc muôn muôn thuở. Amen. Bernadette sinh năm 1844 tại Lỗ Đức, Pháp Quốc, chết năm 1879 tại Nevers. Phụ chương: sắc thánh không hư nát. Chị Bernadette Subirus, vị thánh thị nhân của biến cố Lỗ Đức, sinh ra trong một gia đình rất nghèo khó vào ngày 7 tháng 1 năm 1844. Khi còn nhỏ, chị thánh đã bị chứng hen suyễn rất nặng. Vì là một học sinh quá yếu kém nên mãi đến năm 1858, tức là khi đã 14 tuổi, chị mới được rước lễ lần đầu. Vào ngày 11 tháng 2 cùng năm đó, khi đang lượm củi ven bờ sông Gaver, lần đầu tiên chị Bernadette được nhìn thấy Đức Mẹ. Biến cố ấy, như mọi tín hữu công giáo khắp thế giới đều biết, đã xảy ra tổng cộng 18 lần. Vào ngày 25 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ hiện đến với chị Bernadette Subirus lần cuối cùng và xưng mình là đấng đầu thai vô nhiễm. Qua những lời này, Mẹ Thiên Chúa xác nhận niềm tin đạo đức mà Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã tuyên bố thành một tín điều vô ngộ của giáo hội 4 năm trước đó. Năm 22 tuổi, chị Bernadette sinh ra nhập hội dòng nữ tu Nevers đang điều hành một trường học tại Lourdes. Nhà dòng đã nhận lãnh trách nhiệm chăm sóc cho chị cho đến khi qua đời tại trụ sở nhà mẹ ở Nevers, cách Lourdes không xa. Thánh nữ lúc nào cũng yếu bệnh, nhưng luôn luôn chu toàn phận sự trong công tác phục vụ y tế và trông coi phòng thánh một cách nhẫn nại. Sau những năm chịu đựng một cách anh hùng, chứng lao xương ở đầu gối bên phải cũng như các biến chứng, chị Bernadette đã qua đời một cách lành thánh vào ngày 16 tháng 4 năm 1879. Chị thánh đã được mai táng trong nguyện đường Thánh Giuse trong khu đất của tu viện phía sau trụ sở nhà mẹ tại Nevers.
thi hài của chị lần đầu tiên được cải táng vào 30 năm sau khi qua đời. Vào ngày 22 tháng 9 năm 1909, trước sự hiện diện của những vị đại diện do các thỉnh nguyện viên vụ án phong thánh đề cử, hai bác sĩ và các nữ tu của cộng đoàn, quan tài đã được cải lên. Khi mở nắp quan tài ra, mọi người không ngửi thấy mùi hôi thối và nhìn thấy thi hài của vị thánh trinh nữ nằm đó, nguyên vẹn, vượt thắng mọi định luật của tự nhiên. Mặc dù trang phục liệm bị ẩm ướt, chung quanh thi hài có bụi đất và lớp than, nhưng hai cánh tay và gương mặt không hề bị ảnh hưởng và vẫn giữ được nước da tự nhiên. Các răng được trong, thấy rõ ràng vì hai môi hé mở, mắt hơi lõm sâu, hai bàn tay còn nắm cỗ chẳng hạt đã bị rỉ sét. Tượng chuộc tội bằng đồng trên ngực, thi hài đã bị phủ một lớp rỉ đồng xanh. Trong khi các nữ tu thu lại các trang phục đã ẩm ướt, họ nhận ra thi hài của chị vẫn nguyên vẹn và không có một chút hư hại nào. Tuy hết sức còm cõi, đầu gối bên trái nhỏ hơn đầu gối bên phải do ảnh hưởng của chứng lao xương. Các nữ tu hết sức cung kính tắm rửa và mặc cho thi hài thánh nữ một bộ tu phục mới trước khi đặt lại vào quan tài. Sau khi các tài liệu chính thức về cuộc cải táng được đặt bên cạnh thi hài, cỗ quan tài hai lớp chính thức được đóng lại và mai táng xuống lòng đất. Cuộc cải táng lần thứ hai được tiến hành vào ngày 3 tháng 4 năm 1919. Trong giai đoạn cuối của tiến trình điều tra phong thánh cho chị, thi hài của nữ tu đáng kính vẫn trong tình trạng nguyên vẹn như 10 năm trước đó, ngoại trừ da mặt hơi bị biến đổi do bị rửa trong lần cải táng trước. Một người thợ chuyên bọc sáp lên mặt những người mới qua đời đã được mời đến bọc sáp cho gương mặt chị thánh. Vào thời điểm ấy đã qua đời được 40 năm. Thi hài của thánh nữ được đặt trong một quan tài bằng vàng và kính để được các tín hữu có thể nhìn thấy khi kính viếng nguyện đường thánh Bernadette tại trụ sở nhà mẹ tại Nevers, Pháp. Lời bạt: những ngày cuối tháng 8 năm 1940, gia đình tôi chạy trốn khỏi Đức Quốc xã. Nước Pháp đã sụp đổ. Tôi và vợ tôi hy vọng vượt biên giới nước Tây Ban Nha, chạy sang Bồ Đào Nha. Từ đấy lấy tàu thủy đi Hoa Kỳ, nhưng lãnh sự quán từ chối cấp giấy thông hành. Vì thế chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác là trở lại nội địa nước Pháp. Lúc ấy miền Pyrenees đã trở nên hỗn loạn lớn, hàng triệu người di cư tìm chỗ nương thân trên khắp các nẻo đường. Hỏi thăm thì được người ta mách bảo, nếu may mắn đến được Lộ Đức sẽ có chỗ trú ẩn. Thành phố này không xa lắm, nên chúng tôi tới đó và gõ cửa. Cư dân thành phố rất tử tế, họ đã cưu mang chúng tôi. Gia đình tôi ẩn náu ở đó vài tuần lễ. Tình hình chính trị, quân sự trên nước Pháp rất khó khăn. Đài phát thanh Anh Quốc đã loan tin tôi bị bắt và bị giết, nhưng không đúng sự thật. Giả như quân phát xít Đức bắt được tôi thì chắc chắn số phận gia đình tôi là như vậy. Tuy nhiên đấng quan phòng đã đưa chúng tôi đến Lộ Đức. Trước khi đến đây, tôi chỉ biết mơ hồ về câu chuyện lạ lùng của Lộ Đức. Bây giờ thì tôi rất quen thuộc về lịch sử của địa danh này và các thị kiến của thánh nữ Bernadette Soubirous. Một ngày trong cơn cuộn bách cùng cực, tôi đã thầm khấn hứa, nếu được khỏi cơn gian nan và đến được bến bờ tự do nước Mỹ, tôi sẽ gác lại mọi công việc để hát bài ca hay nhất như tôi có khả năng về vị thánh nữ lạ lùng này. Gia đình tôi đã được toại nguyện nhờ lời cầu bầu của vị thánh đơn sơ của Lộ Đức. Cuốn sách này là làm tròn lời khấn hứa đó. Xin gửi đến độc giả xa gần, bài ca Bernadette là tiểu thuyết đúng nghĩa nhưng không phải hư cấu. Trước những sự kiện miêu tả ở đây, nhiều độc giả sẽ hỏi đâu là sự thật, đâu là tưởng tượng. Xin trả lời, câu chuyện hoàn toàn có thật, không chút bịa đặt. Bởi vì từ lúc xảy ra đến nay chỉ là 80 năm, sự soi xét của lịch sử tân thời rất là nghiêm ngặt trên các biến cố đó. Bạn, thù, kẻ bàng quan đều xác nhận sự thật của nó qua các nhân chứng trung tín. Chuyện của tôi không hề thay đổi nội dung sự thật.
Tôi chỉ sử dụng tự do sáng tác khi nghệ thuật đòi hỏi sắp xếp câu chuyện cho đúng thứ tự thời gian. Mặc dù không phải là tín đồ Công giáo, tôi là một người Do Thái. Chúng tôi dám mạnh dạn hát bài ca thánh nữ Bernadette. Nguồn can đảm của tôi để làm việc này lấy từ cảm hứng rất cổ xưa, rất vô thức của dòng giống, luôn biết ca ngợi mầu nhiệm thần linh và sự thánh thiện của con người. Bất chấp ở thời đại hôm nay, người ta đang khinh bỉ, giận dữ hay vô tình quay đi khỏi các giá trị tối cao của số phận nhân loại. Franz Werfel. Đôi dòng về tác giả. Vào năm 1940, thi sĩ Franz Werfel cùng vợ, cả hai đều là người Do Thái, đang trốn tránh sự truy đuổi và đã đến nương náu tại Lộ Đức. Sau khi nước Pháp bị xâm lăng, vì cảm thấy không còn an toàn nữa nên họ quyết định vượt qua biên giới Tây Ban Nha để đi đến Mỹ. Nhưng làm thế nào mà trốn thoát khỏi được sự truy hại của chúng? Ngay cả ý định đầu tiên cũng không thực hiện được. Những người lính biên phòng Tây Ban Nha đã đẩy lui họ lại, không cấp thị thực nhập cảnh cho họ. Thế là họ van vỉ, cầu xin và đút lót, không có điều gì mà họ không làm ở đó. Nhưng toàn bộ niềm hy vọng đã bị vỡ tan như bọt bong bóng xà phòng khi các đoàn quân khóa chặt biên giới dãy theo núi Pyrenees. Ở Lộ Đức, Franz Werfel được nghe câu chuyện của về cô Bernadette Soubirous và những việc chữa lành kỳ diệu đã xảy ra tại hang đá Massabielle. Thế là một đêm kia, trong âu lo phiền não, ông lén lút đi đến nơi mà trước đây Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần. Tại đó, một kẻ không tin, ở giữa những khách hành hương cuối cùng trong ánh sáng chập chờn của những ngọn nến lung linh, ông ta dán mắt nhìn vào bức tượng Đức Mẹ Maria đang ngự trên ngai ở lưng chừng hang. Đó là nơi mà Đức Mẹ đã hiện ra với cô Bernadette. Không nói gì nhiều, ông ta chỉ thốt lên tiếng kêu sầu não của mình với Đức Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội. Con thành thực thú nhận với mẹ rằng con chẳng có đức tin, con chẳng tin tưởng gì hết. Tuy nhiên, con tìm đến với mẹ trong cơn nguy biến quá đỗi lớn lao này, để cầu khẩn mẹ cứu giúp cho con thoát khỏi kiếp nạn nguy nan mà Thiên Chúa đang gửi đến cho con đây. Nếu con thoát ra khỏi tình cảnh quá sức thất vọng này, thì con xin đoan hứa với mẹ là trước khi bắt tay vào bất kỳ công việc nào khác, con sẽ hát lên bài hát Thánh Bernadette, sao cho bài hát này được vang vọng trên toàn thế giới. Sau lời cầu nguyện này, Franz Werfel quay trở về khách sạn. Ông ta kể lại rằng, khi ấy, mọi nỗi sợ hãi của ông ta tự nhiên tan biến mất. Một sự bình tĩnh sâu xa và một nỗi an bình không có gì có thể lay chuyển nổi, dâng lên tràn ngập tâm hồn ông. Một thế giới khác đã bao quanh ông. Đức Mẹ đã nhận lời cầu nguyện của ông. Một vài ngày sau, ông vượt qua biên giới. Ông đã giữ đúng lời hứa. Khi ông ta đi đến đất Mỹ, ông bắt tay ngay vào việc. Bài hát Thánh Bernadette đã được mọi người biết đến. Đó là một thành công vĩ đại tràn lan trên toàn thế giới. Năm 1943, ông Franz Werfel đã từ trần trong niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, trong niềm xác tín sâu xa cũng như lòng tôn kính lớn lao với mẹ Thiên Chúa. Tập sách Tiếng Hát Lộ Đức đến đây đã chấm dứt. Ngọc Duy xin kính chúc quý vị được mọi ơn lành trong cuộc sống.